tiếp theo chúng ta lại giới thiệu tiếp một cái bộ lọc nữa, đó là cái phần distort. Distort thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng tỏa phá cấu trúc của cái hình ảnh đi rất là nhiều, và nó tạo ra những cái chuyển động, thường là sẽ tạo sóng, tạo dao động ở trong bức ảnh. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một số các cái bộ lọc rất là hay được dùng, ví dụ như là đây, toàn bộ trong này thì nó sẽ làm tạo ra những dao động rất là lớn, pinch này. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái sự làm nhòe bằng cách là làm căng lồi hay là lõm một cái hệ lưới như này, giống như là chúng ta đang tác động vào một cái bề mặt, đúng không? Làm cho nó cong lên hay là lõm đi. Các bạn thấy những cái ví dụ trong thực tế thì có rất là nhiều, ví dụ như là các bạn chắc là biết cái nhà gương rồi, đúng không ạ? Nhà gương, nhà cười đó. Đấy, vào thì thấy là dài ra hay là béo lên thế thì nó thường thường là nó sẽ làm ra những cái mặt gương mà nó sẽ cong theo những chiều khác nhau, và sau đó nó sẽ làm biến dạng cái bức hình. Thì đây là một cái dạng mô phỏng dạng như thế, nó sẽ làm cho cái hệ bề mặt này nó cong lõm hay cong lồi, và nó làm cho cái hiệu ứng của cái hình ảnh nó sẽ tạo ra là nó biến dạng theo cái độ cong của bề mặt, cong lõm hay cong lồi, cong nhiều hay cong ít. Đấy, đấy là một thứ này. Ripple này, ví dụ ripple thì là vừa nãy thì chúng ta cũng đã nói nhiều rồi, tức là nó làm rung, nó giống như mặt nước nó gợn. Thì chúng ta sẽ có những cái tham số amount là cao hay thấp trong cái bước sóng mà rung đấy. Và ngoài ra cái size thì nó chúng ta sẽ có ba cái chế độ small, medium và large, thì nó sẽ làm cho cái bước sóng này nó dao động ở các cái cấp độ khác nhau. Đấy, và trong cấp độ đó thì chúng ta có thể điều chỉnh tham số nó lớn hay nhỏ, và nó làm cho cái bức hình của chúng ta nó sẽ bị rung, bị biến như thế này. Ví dụ như là muốn làm một cái cảnh nào đó mà nó ở dưới mặt nước chẳng hạn, nó rung rinh, thì thường là chúng ta sẽ lật một cái hình gì đó, sau đó thì chúng ta sẽ làm cho nó rung theo một cái cơ chế phù hợp. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có cái shear. Shear thì nó làm hơi đặc biệt một tí, tức là nó sẽ có một sơ đồ hình vuông này, có một cái hình thẳng đứng, và bằng cách là bấm vào đây và chúng ta sẽ kéo nó theo cái chiều, thì chúng ta sẽ làm cho cái bức hình nó rung theo được cái chiều mà chúng ta muốn. Trong thực tế thì cũng ít khi mà chúng ta làm cái này. Thực ra thì đây là một cái bộ lọc có thể làm tác động tới cái bức ảnh rất là mạnh. Tuy nhiên là trong thực tế thì ví dụ như là người ta dùng, người ta sẽ làm trong cái trường hợp là làm thiết kế những cái kiểu mẫu vân gỗ ở trong những cái kiểu mà làm mẫu sàn gỗ công nghiệp. Đây tôi có thể lấy cho các bạn xem một cái ví dụ như thế này. Ví dụ đây, tôi lấy một cái ví dụ như thế này nhé. Tôi sẽ đưa cho các bạn cái tài liệu này để các bạn có thể xem. Ví dụ đây, ví dụ bằng cách là kết hợp những cái bộ lọc khác nhau đấy, thì người ta có thể là dùng một bộ lọc. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là ngoài cái một vài cái bộ lọc đây, chúng ta có thể làm thử luôn nhé, làm thử luôn một cái bài và hướng dẫn nhỏ nhỏ như này để chúng ta hình dung ra cái cách sử dụng bộ lọc, để cách kết hợp giữa các bộ lọc với nhau như thế nào. Thì ở trong này là nó sẽ sử dụng là render này, close này là một này, noise là hai này, ba là distort, shear là ba.
ba cái bộ lọc này kết hợp với nhau theo một cái phương thức theo các bước hợp lý thì nó sẽ tạo ra được một cái chất liệu như thế này. Thế thì bây giờ tôi cũng sẽ không đi theo một cái dòng nữa, mà chúng ta sẽ giải thích theo một cái ví dụ cụ thể nhé, để cho nó dễ hình dung hơn. Ví dụ đây, thiết lập màu nâu sáng và sẫm, tô màu tiền cảnh hậu cảnh, đúng không? Bây giờ ví dụ như là chúng ta tôi có thể là sao chép cái hình ảnh này đi. Bây giờ vào đây tôi sẽ tạo ra một cái file mới nhé. Đây, dùng clipboard luôn đi và lấy luôn bằng cái kích thước này. Bây giờ ví dụ tôi dán vào đây để tôi lấy cái màu nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ lấy một cái màu sử dụng công cụ Y này, đúng không? Đây là lấy cái màu sáng này, nhấn An để lấy cái màu sẫm vào trong ô hậu cảnh này. Thế bây giờ tôi bỏ cái này đi, bắt đầu chúng ta thực hiện theo cái bài hướng dẫn nhé. Ví dụ trong cái bộ lọc filter thì chúng ta có một cái phần nó gọi là render. Trong render này thì chúng ta có một cái lệnh gọi là lệnh clouds này. Lệnh clouds này thì nó sẽ phối một cách ngẫu nhiên theo cái kiểu là như mây trời lãng đãng, không có một cái gì nó định hình cố định cả. Nó phối một cách ngẫu nhiên ở đây là giữa màu tiền cảnh và màu cảnh. Đấy. Thế thì chúng ta nhấp clouds thì nó sẽ phối một cách ngẫu nhiên. Thế nếu mà chưa thích thì chúng ta có thể lại Ctrl An F lần nữa, đúng không? Cho tới khi nào mà chúng ta có được những cái cấu trúc mà chúng ta cảm thấy là hài lòng. Đấy. Sau đó thì chúng ta làm gì nữa? Đây. Chúng ta xem thêm nha. Add noise tức là thêm nhiễu vào đây. Để chế độ uniform monochromatic tham số là 7. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Filter này, noise này, add noise này. Đấy. Ví dụ đánh dấu monochromatic này, tham số này là 7 này. Đó, ví dụ thế. Xem đã đúng hết chưa? Uniform monochromatic 7. Uniform đây rồi, monochromatic là cái này. Amount là cái độ mạnh nhẹ của nó 7. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ vào tiếp một cái bộ lọc nữa là pixelless mosaic. Tức là phân nó ra thành các ô nhỏ. Đó. Đây, filter này, pixelless này. Mosaic này. Đó, phân ra thành các ô này. Bây giờ chúng ta xem tham số. Cell size, một cái ô này là tham số để 4. Đó, ok. Sau đó thì bắt đầu mới vào bộ lọc tiếp theo, distort shear và kéo cho nó zoom như thế này. Filter distort đó, shear. Các bạn muốn làm vân như thế nào thì các bạn co kéo đại loại như thế. Đấy. Bây giờ nó đẹp hay không là do mình thôi. Còn về mặt nguyên tắc thì đây, tạo những cái vân mà lượn đi lượn lại thì đây chính là như thế này. Thì thực ra thì ở trong cái quá trình mà làm những cái như thế này thì một bộ lọc như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, thực hiện một bộ lọc là một điều rất là dễ. Đó. Còn hiệu quả nó cao đến đâu, đúng đến đâu thì chúng ta sẽ phải có một cái trải nghiệm mà làm tương đối nhiều, làm nhiều, học hỏi theo những cái đã có nhiều. Thực ra thì mọi thứ nó không phải từ trên trời rơi xuống. Họ cũng phải, tức là những cái ví dụ mà chúng ta học được như thế này thì thực ra nó cũng là một sự kiểm nghiệm, nó là một sự tò mò, nó là một cái sự thử nghiệm. Làm đúng, làm sai rồi thì dần dần nó sẽ ra kết quả.
đấy đấy là một cái quá trình thử nghiệm thôi, và chúng ta muốn trở thành một cái cao thủ thì chúng ta cũng phải lăn lộn của đấy. Trước tiên là học theo những cái bài học mà người đi trước người ta đã rút ra và người ta trao đổi lại cho chúng ta. Thế thì trong góc độ nào đó thì tôi sẽ đưa cho các bạn một cái nhóm những cái tài liệu mà tôi đã sưu tập biên soạn các thứ như thế này. Thì ở trong này sẽ có nhiều cái mà nó tất nhiên là đây chỉ là một góc rất là nhỏ ở trong những cái thực tế mà tài liệu các bạn có thể tìm kiếm được. Thế nhưng mà phần lớn ở trong này đều sử dụng cái hiệu ứng, các bài tập ở trong này đều liên quan tới bài tập thực hành này, đều liên quan tới cái phần mà filter đấy, và để tạo ra những cái hiệu quả hiệu ứng đấy. Ví dụ như ở đây cái bốc lửa này, đây cũng là một cái dạng. Hôm trước là chúng ta sử dụng công cụ để chúng ta di, đúng không? Sau đó chúng ta sử dụng một bộ lọc, như hôm trước chúng ta đã giới thiệu là bộ lọc một cách chuyên nghiệp hơn, tức là kéo một cái là ra ngay, đúng không? Còn đây là kết hợp các bộ lọc và các cái phương pháp sử dụng chồng chéo các bộ lọc khác nhau, cái nào trước cái nào sau thì chúng ta sẽ có được những cái này. Thế thì tôi sẽ đưa cho các bạn những cái nhóm bài tập như thế này. Xem nó, duyệt nó ở trên cửa sổ web. Cách mở thì lúc đầu tiên các bạn mở thì các bạn sẽ tìm tới cái tệp là Photoshop như thế này. Đấy, trong này thì nó sẽ có một số các cái mục khác nhau ở trong này, đúng không? Các bạn sẽ tìm chủ yếu là trong này, các bạn sẽ tìm đến cái này, hướng dẫn thực hành. Đấy, hướng dẫn thực hành thì nó sẽ có những cái bài tập, nó sẽ được để sẵn các đường link như thế này, và bằng cách là bấm vào một cái tên thì nó sẽ nhảy đến đúng cái phần bài tập hướng dẫn đó. Thế còn muốn chuyển sang cái phần bài khác thì các bạn lại trượt lên phía trên, các bạn có cái danh sách nó nằm luôn luôn nằm ở đầu trang cái này, để các bạn chọn cái bài tập để các bạn xem. Đấy, và các bước như thế này thì nó sẽ được giới thiệu rất là ngắn gọn và rất là cụ thể, để cho mọi người có thể dựa trên cái hướng dẫn này có thể là thực hành được và hiểu được một phần nào đó những cái bộ lọc mà được sử dụng ở trong quá trình làm. Và nếu mà các bạn muốn làm thêm thì các bạn có thể là xem thêm một số các cái yêu cầu ở đây, ví dụ như là một số các cái đề kiểm tra, một số đề mẫu thì cũng đã được soạn sẵn ở trong này một số. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đề này để kiểm tra thử luôn cái hiểu và cái nhuần nhuyễn ở trong cách áp dụng những cái thứ mà chúng ta đã trao đổi với nhau đó. Kiến thức về màu, kiến thức về lọc hình, kiến thức về che chắn hình, kiến thức sử dụng chữ, đổi màu, sử dụng bộ lọc, vân vân. Thì những cái bài tập như thế này nó luôn luôn là mang một cái tính chất tương đối tổng hợp, sẽ đòi hỏi nhiều kỹ năng. Tất nhiên không có kỹ năng nào quá sâu và quá khó, nhưng mà nó lại đòi hỏi một cái cách phân tích nhanh và chính xác là cái này dùng cái gì để làm ra. Đấy, không quá sâu, không quá đánh đố, nhưng mà cần phải có một cái kiến thức tương đối tổng hợp về những gì mà chúng ta đã trao đổi. Thì các bạn có thể là tự test bằng cách là xem những cái bài này và tự làm. Thế còn trong quá trình mà làm vướng cái gì thì nó có thể là inbox trao đổi với nhau, xem là cái cách thức làm việc này như thế nào. Thế thì có USB hay có cái gì để cóp ở đây không nhỉ? Thì tôi sẽ cóp cho các bạn đỡ phải đấy, tại vì nó cũng khá nhiều file đấy. Hôm nay lại không mang. Em chỉ có điện thoại hả? Điện thoại á? Điện thoại thì cắm điện thoại anh. Có cáp không hả? Gửi mail á? Gửi mail thì tôi sợ là nó cũng khá to đấy. À, mấy cái video trước thì nó có kích cỡ của to không nhỉ? Video vâng. Đây để tôi xem lại nhé. Em có cái USB 8GB.